Chào tất cả bạn, nay mình giới thiệu các sản phẩm chiên nồi nấu cháo giá rẻ. Với mẫu nồi nấu cháo giá rẻ này thì hàng này là hàng giá rẻ nhá. Mình sử dụng là chất liệu là inox. Nồi thanh nhiệt đây. Đấy. Chất liệu inox, đây là nó chắc chắn. Lớp bề mặt nồi nó là dày 5 phân. Chiều sâu đáy nó là 42 phân, 42 phân. Chiều rộng lòng bên trong nó là 30 phân. Đấy, nồi dung tích này là 30 lít nhá. Đấy. Sử dụng là ba chiếc áp mỗi chiếc áp 300 độ nhá. Đấy nhá. Ba đèn. Chất liệu inox, chân nồi inox. Nồi nó. Đây là bỏ dầu này. Có cái đo dầu, nhịp dầu để bỏ dầu vào đây này. Đồ ăn này. Đấy nhá. Kích thước của nồi, chiều cao của nồi, tiên tích nồi nó là 75 phân rồi. Đấy. Có hai tay cầm này, chắc chắn rồi. Đấy, chân hộp 4 chân này. Đấy. Các bạn mua nồi nấu cháo giá rẻ liên hệ mình qua số điện thoại. Cả của mình đâu nhỉ? Liên hệ mình nhá, qua cái số điện thoại của mình là 0934468222, 0904432111, 146 Nguyễn Trãi, Xưởng Máy Thanh Hoa Thông Com. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy. Sử dụng là điện gia đình này, 220V này, 2 dây nguồn này. Đấy, cắm vào điện nguồn nhé. Đấy, đồ nấu cháo, còn đây đồ nấu phở này. Đấy.